Em có phải là Yuni không? Chắc là anh nhầm người rồi á. Chắc là anh nhầm người rồi á. Tặng em một kem hoa sữa, sức cho trắng. Em chấm bây giờ. Em có bạn trai chưa? Nếu chưa thì là bạn trai của em được không? Giữa anh và nhà em có gì khác nhau không? Giờ em khóa cửa.